Các bạn đang nghe truyện hệ thống hát khoa kỹ quán nét trên kênh TV Audio CV. Chương 295, vật phẩm ảo cũng có thể đấu giá. Lão bản, ta muốn mua ma trượng ở bên hoàng tộc công hội. Giúp ta giao dịch một cái. Lão bản, ta muốn mua thần thánh chiến giáp thuật, giúp ta giao dịch một cái. Lão bản, mấy ngày gần đây, Phương Khải có chút phiền không thôi, tuy cứu nguyên nhân, tự nhiên là sau khi phổ cập giao dịch ảo, nên có vấn đề giao dịch vượt khu vực. Theo giá cả bí tịch không ngừng nâng cao, các bảo địa sản xuất bí tịch lớn tự nhiên là tranh chấp không ngừng, mà có thể sản xuất bí tịch trên cấp 30 như là các loại bóc ốc mã giáo chủ, hầu như mỗi một lần đổi mới, đều nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Hôm nay các đại thế lực tinh nhuệ đều tiến vào chiếm giữ, đại bộ phân bí tịch hoàng mỹ, theo tự nhiên, đều đặt lên trên trang bị. Tuy rằng trang bị không giống như bí tịch, khiến người trực tiếp thu lợi, nhưng giết người đoạt bảo, cướp đoạt bót, đều là không thể thiếu, cùng lợi ích tất cả người chơi cùng một nhịp thở, bởi vậy trang bị có thể tăng lên thực lực trong trò chơi, tức thì đồng dạng trở thành đồ vật chạm vào là có thể bỏng. Thậm chí còn, tâm tính không ít người chơi, cũng dần dần cải biến một cách vi diệu. Ví dụ như nói hắc ma, giờ phút này cầm một thanh ma trượng cực phẩm, đây là ma trượng mà tất cả hắc ma vệ đều lấy có thể vẽ vang, dù sao, lão đại ta cầm cái này. Hội trưởng, ngươi nói, rốt cuộc ma pháp thuẫn sẽ tăng bao nhiêu một quyển. Còn có vô cực côn, ta cảm thấy thứ này sắp hạ giá. Hề duyệt cùng Nguyễn Ngưng bất đồng, nhà kho Nguyễn Ngưng để không ít vật tư công hội, mà trong chỗ hề duyệt lại là một chút đồ vật do tự mình đánh ra. Ta định bán đi một hai thứ. Bán thế nào, phương khải nhíu nhíu mày hiện tại gian thương có thể có rất nhiều nhưng mà đợi còn không biết phải đợi bao lâu hề duyệt nói ta cảm thấy được có thể cầm lấy đi đấu giá thử xem nội thành bán biên thành chính là vùng đất hội tụ cao tầng bán biên thành trung tâm quyền lợi chính thức tất cả thế lực ngoại thành đều phải đăng ký trong danh sách ở nội thành mới được cho là nội thành thừa nhận mà cái này vẻn vẹn chỉ là trụ cột trụ cốt đặt chân trong tòa thành thị này. Mà bàn giao phủ, bất quá cũng chỉ là thế lực tầng dưới chót ở nội thành. Tục truyền ở chỗ sâu nhất bán biên thành, tất giấu một lão quái vật cực kỳ khủng bố, chính là hắn chiếm giữ nơi này, mới làm tất cả thế lực thần tinh hải vực hận thấu xương, lại không dám diệt trừ. Bán biên thành tiếp nhận hết tất cả khi tuân theo quy tắc nơi này, cũng nguyện ý cho tu sĩ, võ giả định cư, dù trước khi vào thành, là cực kỳ hung ác cũng được hay trong lòng lương thiện cũng được người vào trong thành được gọi là người ngoài vòng pháp luật mặc dù tòa thành thị này đã từng bị hủy đi một nửa nhưng một nửa khác nhưng được bảo tồn hoàn hảo rất hiển nhiên quy tắc của nó vẫn được truyền lại điểm này từ xưa đến nay cũng không có bị dao động nội thành bán biên thành gọi là chỉ cần có tiền đầy đủ tiền ở chỗ này có thể mua được trên thế giới bất luận vật phẩm gì nổi danh thậm chí có thể là vật phẩm ngay cả bình thường cũng không nghĩ đến vì vậy đấu giá thịnh hội tại bán biên thành cũng cực kỳ nổi danh thậm chí một ít đại năng trên thần tinh hải vực có khi cũng không khỏi không tới đây mua sắm một ít vật phẩm quý hiếm mà nơi khác khó gặp cho nên nói ngươi định cầm đi đấu giá trên đấu giá thịnh hội bán biên thành phương khải kinh ngạc nói vấn đề là đồ vật trong tiệm ta cũng không phải vật dụng thực tế ngươi định mang đồ gì đi cái này đơn giản a Hề Duyệt nói, trong giao dịch ở bán biên thành, cũng không phải chưa từng có một ít vật phẩm đặc thù, những vật phẩm này có rất nhiều đồ không thể giao cho nội thành bảo quản, nhưng chỉ cần chấp sự nội thành thống chế là được rồi, ví dụ như có thể xây dựng một số hiệu, làm trung gian giữa nhà kho, lúc đó chỉ cần nắm đồ vật tới tay là được rồi. Biện pháp vậy mà các ngươi cũng nghĩ ra được. Phương Khải suy nghĩ một chút, hình như là có thể thử, lúc nào bán còn có một đoạn thời gian ngắn. Phương lão bản phát hiện, âm nhạc cổ điển thì còn may, muốn để người dị giới đông đưa cùng âm nhạc, không nói ưa thích, coi như là lý giải, đều giống như. Thật là vô nghĩa vậy. Thí dụ như Tố Thiên Cơ, mỗi ngày ở không gian của nàng hát cái gì phong nhập tùng, cái gì cao sơn lưu thủy, không có chuyện còn hừ hừ hai câu. Về phần Tống Thanh Phong tiểu tử này, nghe một chút cái gì thập diện mai phục. Tần Vương phá trận khúc ngươi cùng hắn giảng ca từ, hắn ghét bỏ người không đủ hàm sức, ngươi cùng hắn giảng hàm súc, hắn ghét bỏ ngươi chưa đủ thanh nhã, phương lão bản bị chê cười một trận liền tạm không đề cập đến nữa. Phương lão bản dứt khoát không theo chân bọn họ, ở trong không gian của ta đưa cái gì hải khoát thiên không, quan huy tuế nguyệt. Đến đánh quyến hoàng. Trước hết nghe một lần, đến cọ trà. Nghe nửa một lần. Vì vậy thời điểm này, đám người Tống Thanh Phong cùng Lâm Thiệu vừa đi ra khỏi tiệm, trên đường hừ một tiếng, nồi sắt thép, chứa nước mắt, hát lên sữa cái nồi, nồi hỏng rồi mới thay bằng nồi mới. Trong mưa gió đuổi theo nồi, không nước mắt khe hở đem tầng ống khói, nồi sắt còn lớn trong mưa, nồi sẽ bệnh. Không có hắn, trong đầu không hiểu theo tuần hoàng. Không màu, bên cạnh Lâm Thiệu học ám câu thủ của Yagami Iori, hét lớn một tiếng, một đoàn võ khí đánh ra, đánh cho một cục đá nhỏ ven đường bay lên cao. Tại phía xa thần tinh hải vực, sáng sớm Nam Hoa Tông. Thời điểm này, Liễu ngân vẫn bước chậm trên đường mòn đêm trong rừng chỗ trưởng lão tu hành, hiển nhiên tâm tình cũng không tệ lắm, vô thức mà liền ngâm nga nhẹ hai câu, hưng hưng. Nguyên lai nồi cả đời không muốn bị trói buộc, phóng túng có bạn bè. Một từ ngữ Quảng Đông không hiểu liền bật ra. Nhìn chung quanh, chỉ thấy vài tên sư đệ sư muội trợn mắt há mồm mà hướng nàng nhìn lại, vẻ mặt lúng túng, khuôn mặt đỏ bừng. Đáng chết, hung hăng dậm chân, sao khẽ ngâm mà lại ra tiếng. Trong nháy mắt cảm giác hình tượng của mình trong nháy mắt bị hủy không còn một mảnh, quan trọng nhất là, thời điểm này, nàng còn bắt gặp một người, sắc mặt đen kịt nhìn nàng. Trước mắt là một nữ tử thoạt nhìn ước chừng ba mươi mấy tuổi, mặt trứng ngổ, so với liễu ngưng vận, lộ ra thành thục hơn không ít mà bên trong thành thục còn có một tia lạnh lùng càng có một khí tức lạnh lẽo cự tuyệt người từ ngàn dặm sư sư tôn trong mắt ngươi còn có sư tôn như ta nữ tử hừ lạnh nói ngày hôm trước ta sai nhị sư tỷ đi tìm ngươi ngươi liền không có ở trong tông hôm qua trong đêm mới từ bán biên thành trở về nghe nói mấy ngày nay ngươi không có ở đây trong tông tu hành mỗi ngày đều đi bán biên thành một chuyến ít nhất cũng phải đợi đến lúc mặt trời xuống núi mới về có phải thế không? Phải. Trong lòng Liễu Ngưng vận thầm hô không tốt, đệ tử phải đi. Đi cái gì? Âm thanh nữ tử lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi đi loại địa phương bán biên thành để khổ tu sao? Liễu Ngưng vận một hồi phiền muộn, chẳng lẽ lúc này còn có thể phản bác mình đi khổ tu. Hiện tại mọi người đều nhìn, phản bác như vậy không phải là công nhiên đánh vào mặt sư phụ nhà mình sao, mặc kệ mình đúng hay không, hậu quả như thế nào không cần nghĩ cũng biết tốt rồi. Âm thanh nữ tử lạnh lùng nói, mấy ngày nay, ngươi ngoan ngoãn ở trong tông tu luyện. Cái này, đang chuẩn bị đi ra ngoài lên mạng, trong nội tâm liễu ngưng vận phát điên một hồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Liễu sư tỷ Bây giờ nên làm gì? Liễu ngưng vận bị cấm túc, vài tên đệ tử Nam Hoa Tông thường xuyên cùng nàng đi ra ngoài, đến Internet khởi nguyên, tự nhiên cũng không được đi. Trong gian phòng trước đình viện, Liễu Ngân Vận cùng vài tên nữ đệ tử lộ ra vô cùng lo lắng. Đồ vật trong cửa tiệm kia vừa thú vị lại lợi hại, làm gì mà không để cho chúng ta đi? Đúng đấy, những ngày này ta cảm giác tu luyện đều nhanh lên rất nhiều. Một nữ đệ tử phàn nàng nói. Vấn đề là, Liễu Ngưng Vận nói, hiện tại nói chuyện không có căn cứ. Hơn nữa loại chuyện này muốn giải thích với sư tôn chỉ sợ lão nhân gia nàng còn bắt chúng ta lưu lại trong tông, hảo hảo tu luyện chạy đến thế lực khác tu luyện quá mất mặt xấu hổ vậy làm sao bây giờ nghe thật là phiền phức hiện tại ta cũng không biết nên làm gì cho phải liễu ngân vận thoạt nhìn có chút buồn bực trên thực tế trong dạng đại tông môn như vậy mọi chuyện cũng không ôn hòa như thế tin tức liễu ngân vận bị cấm túc mặc dù người biết không nhiều lắm nhưng có người cố ý nghe ngóng tự nhiên còn có thể có được tin tức nghe nói hiện tại bên ngoài đều đang truyền, nói nam hoa thiên nữ liễu ngưng vận bại dưới tay một người trẻ tuổi không biết từ đâu xuất hiện. Đúng vậy, đại sư tỷ Đứng ở bên người nàng, là một nữ tử thoạt nhìn lớn tuổi hơn liễu ngưng vận, hiện tại bên ngoài đều đang truyền, thần kiếm ngự lôi chân quyết, quy năng tuyệt thế, mặc dù là nam hoa tông nam hoa thiên quan ta, đều không thể ngăn cản. Vớ vẩn, nữ tử cười lạnh nói, thần kiếm ngự lôi chân quyết. Từ đâu mà đến? xuất từ môn phái nào. Nghe cung chưa từng nghe qua, làm sao có thể thắng được Nam Hoa Tông Nam Hoa Thiên Quang. Nghĩ đến liễu sư muội cũng là. Vẫn chưa luyện Nam Hoa Thiên Quang đến thuần thục, vội vàng cùng người giao thủ, ngược lại làm giảm uy danh tuyệt học Tông ta, sao mà có thể so với Đại sư tỷ Ngươi. Sư phụ nói nàng là thiên tài nghìn năm khó gặp của Nam Hoa Tông, theo ta thấy, cái nào bị được đại sư tỷ người. Hôm nay danh thiên nữ, cũng có thể là thuộc về người mới đúng đúng đấy nhất mạch chúng ta đại sư tỷ là người nhập môn sớm nhất chúng ta tâm phục nhất cũng là đại sư tỷ ngươi dựa vào cái gì mà đem nam hoa thiên nữ cho liễu ngưng vận kia hơn nữa còn đem nam hoa thiên quan truyền cho nàng hừ tên nữ tử kia cười lạnh nói hôm nay nếu như liễu sư muội bị sư phụ cấm túc ta nghĩ đây chính là cơ hội tốt cho sư tỷ ngươi cơ hội đúng là chỉ cần chúng ta có thể đánh bại người trẻ tuổi may mắn đánh bại liễu sư muội kia, sư phụ có lẽ sẽ xem kỹ sư tỷ ngươi một lần nữa, thậm chí cảm thấy được liễu sư muội căn bản không thích hợp với nam hoa thiên nữ, coi trọng sư tỷ ngươi. Cái này, đối với liễu sư muội cũng quá không công bình đi. Đại sư tỷ tự hồ có chút bận tâm nói. Đại sư tỷ ngươi chính là tâm địa quá thiện lương. Theo ta thấy, vị trí này, trừ ngươi ra, chúng ta ai cũng không phục đại sư tỷ ẩm ờ nói nếu như mấy vị sư muội cân nhắc như thế ta đây cũng không chối từ chúng ta chuẩn bị một chút sau đó ra tông đi bán biên thành tìm được tiểu tử kia sau đó hung hăng chế ngạo một phen một là vì chính danh nam hoa tông ta thứ hai cũng lấy lại thể diện cho liễu sư muội đúng vậy lấy tu vi sư tỷ liễu ngưng vận ả kia cũng không thể so sánh được bắt loại tiểu tử không biết xuất hiện từ đâu còn không phải dễ như trở bàn tay. Hội trưởng, ta cùng hề tỷ các nàng đi thạch mộ thiên trư rồi, ngươi tới hay không? Nguyễn Ngân mới hỏi thử Phương Khải, đã tìm được nơi luyện cấp mới, có thể nói vui mừng khoan khoái. Các ngươi soát trước, ta cùng tiểu nguyệt định đi tổ mã tự miếu. Hả? Chim cánh cục Phương Lão bản vang lên một tin nhắn, đồng thời bỗng nhiên nhận được nhiệm vụ mới, nhiệm vụ mới, thời đại Internet trong sạch. Nhiệm vụ miêu tả, trò chơi nhỏ trong không gian của ta đạt tới 200 người chơi. Nhiệm vụ ban thưởng, phim Harry Potter và hòn đá phù thủy, phòng tu luyện trò chơi, quyền hạn một ngành vụ thuyết minh, đây là một đường chương trình học trụ cột ma pháp. Tuy rằng truyền kỳ dần dần sôi động, người chơi truyền kỳ cũng đang không ngừng tăng nhiều, nhưng trên thực tế truyền kỳ cũng không thích hợp với người chơi một mình, cái loại này không hề truy cầu mỗi ngày ngồi vào truyền kỳ đào quặng mỏ, tìm tòi tất cả bí mật. Đối với mới người chơi mà nói, hoặc là lựa chọn gia nhập vào thế lực lâu đời, hoặc là liền ít xuất hiện phát triển thế lực của mình, bị người chém lâu, tự nhiên thành thói quen. Đồng thời còn có một chút người chơi cũng không thích mỗi ngày đều đánh đánh giết giết, giống như Tố Thiên Cơ, đứng ở trong không gian của ta, cùng hai tiểu đồ đệ đánh đàn, hay các loại đồ ăn mới là những chủ đề chính của cô. Truyền kỳ nha. Mỗi ngày cùng đi theo đại quân Lưu Vân công hội kinh nghiệm lưu manh quả thực đoàn đội u ác tính. Đồng dạng cũng chính bởi vậy, liễu ngưng vận mới có thời gian chạy đến chỗ phương lão bản đánh quyền hoàng cùng uống trà, giống như tố thiên cơ thường xuyên trông coi một mẫu ba phân nhà mình, bắt côn trùng làm cỏ, thậm chí hiện tại phương lão bản muốn trộn đồ ăn nhà nàng cũng không trộn được rồi, tiền lời tự nhiên cũng sẽ không ít. Coi như là một cái củ cải trắng, đều lớn hơn nhà người ta một vòng, huống chi hiện tại nhà nàng đã trồng được một ít linh thực càng cao, quyền hạn đất trồng cũng đi trước mọi người một bước. Phương Khải nhìn thoáng qua chim cánh cục truyền tin, tố thiên cơ, thì thế nào? Chém truyền kỳ đây, Phương lão bản không kiên nhẫn mà trả lời một câu, mỗi lần nhìn các loại trái cây nhà nàng trưởng thành tốt, linh khí bức người, liền muốn mượn gió bẻ măng một tay, mỗi lần đều bị nhìn chầm chầm đến xếp sao, bởi vậy Phương lão bản vô cùng phiền muộn. Có thứ gì không hiểu nổi? Tố thiên cơ gửi tin tức nói, Linh quả phía sau cao cấp hơn sao không mở khóa cho ta Ta gieo trồng, tri thức đào tạo kỹ xảo cũng đã học Hiện tại nói cái gì phải thông qua Lan vs Zombie, để mở khóa Phúc, phương lão bản thiếu chút nữa không chịu nổi cười phun nước lên màn hình Người nói phải thông qua cái gì để mở khóa Lan vs Zombie A, tố thiên cơ trả lời Thực vật còn có thể đại chiến cương thi Cái này là cái gì? Tố Thiên Cơ lộ ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu, trên màn hình hiện lên đầu hất kỳ mộng mơ, đã đầy đủ thể hiện tâm tình nàng bây giờ. Ngươi chờ một chút ha. Một lúc sau, Phượng Lão Bản đi tới không gian của Tố Thiên Cơ, mảnh không gian này có thể nói đã được nàng quản lý có chút quá khéo léo rồi, Trừng Trúc Lâm Xanh biết động lòng người, bên ngoài đình viện là bích trúc dựng thành hàng rào, bên trên uống lượng đốn nhỏ hoa đủ màu, trong vườn rau gieo trồng các loại trái cây linh vật, màu đỏ đồng như lửa, xanh biếc như bích mà trước kia ngôi nhà tranh cực kỳ đơn sơ lúc này cũng đổi thành một nhà ngói lưu ly cực kỳ tinh xảo đằng mạng xanh tươi leo trên tường hoa núi lộng lẫy càng tôn nhau lên thành cảnh thú bên cạnh còn có một tòa đan phòng đàn hương lượng lờ phiêu nhiên bên ngoài trần thế nước biếc từ phòng bên cạnh xuyên qua bên cạnh có một cây đàn cầm rảnh rỗi đến ba năm cung âm thanh dây cung vang rõ ràng quanh quẩn trong rừng quả thực là cuộc sống thần tiên mà khó tìm được trên thế gian. Vô luận tự vui một mình, hay hô bằng gọi bạn, chỗ như thế, đều lộ ra phong cách mười phần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có một câu từ trong miệng này nhảy ra, đã đến. Mau tới giúp đỡ bản tọa nhìn xem cái plan vs zombie là sao làm. Không phải là cái plan vs zombie thôi sao, Phương Khải mở ra thương thành cho nàng, mua máy tính chưa? Mua rồi nha qua một đoạn thời gian chăm chỉ trồng rau tố thiên cơ ngày trước bị phương lão bản trộm một gốc củ cải trắng đều có thể đau lòng cả ngày như kẻ nghèo hàng biến thành tiểu tư có thể mua được máy tình rồi bất quá mua xong phát hiện còn phải mua vật phẩm liên quan khác mới có thể chơi bây giờ còn không có gì mua là tốt rồi phương khải ấn mở thương thành tay chỉ cho nàng nhìn tại trang thứ ba mua sắm đĩa game plan vs zombie sau đó ta dạy cho ngươi lắp đặt như thế nào rất nhanh, dưới phương lão bản chỉ bảo, chỉ thấy trên một ô biểu tượng trò chơi là một đó hoa nhỏ trên máy tính, trò chơi cài đặt được rồi. Len ken len ken len ken. Theo một hồi nhạc nền vô cùng quen thuộc vang lên, trò chơi mở ra. Ngoại trừ hình ảnh càng thêm ngẩn ngơ hơn bản gốc, thì cũng không có quá biến hóa lớn, bởi vậy tương đối khá là tiện thích hợp. Phong hoa ngươi xem, đó là cương thi sao? Cốt ngốc thật là ngốc nha, ha 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 phía sau, Duyệt Tâm buồn cười một hồi. Đóa hoa hướng dương kia thật đáng yêu, Phong Hoa cười nói, sao còn có trò chơi như vậy? Ngươi xem quả hạch bên cạnh kìa, ha 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 ánh mắt lồi ra, đặc biệt ngốc. Hiển nhiên cái trò chơi này đối với những muội tử mà nói, còn rất ưa chuộng đấy. Ở giữa màn hình, còn có một khung vuông, clip mở bắt đầu. Sau khi ấn kích vào, chỉ thấy đằng xa là một mảnh nông trường nhà ngói gạch đỏ, trời xanh mây trắng, hoa cỏ xanh như đệm trước mắt trên sườn núi bên phải là một tòa mộ bia có điểm quy tạm thời chỉ có thể lựa chọn một hạng bắt đầu hình thức mạo hiểm theo tố thiên cơ ấn mở chỉ nghe được tiếng cười khàn khàn đặc tính của cương thi truyền đến một cánh tay màu xanh từ dưới đất chui ra trò chơi bắt đầu trò chơi vừa mới bắt đầu là có hướng dẫn tân thủ chỉ thấy tố thiên cơ thuận theo hướng dẫn tân thủ trước đặt một cây đậu hà lan bắn súng rất nhanh liền chứng kiến cương thi đối diện đi đến chỉ thấy đậu hà lan bắn súng bắn ra từng viên đậu hà lan đánh lên thân thể cương thi ha 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 thật ngốc a à, phía sau phong hoa quan sát chỉ cảm thấy thật buồn cười hai cái đều thật ngốc tại sao cương thi có thể ngốc như vậy ha 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 đậu hà lan này thật đáng yêu ta cũng muốn chơi trò chơi đơn giản như vậy cũng quá ngốc đi tố thiên cơ ở một bên chơi một bên xem thường để lại đậu hà lan sau đó thấy bọn nó đánh cương thi tố thiên cơ không thú vị mà khoác tay áo được rồi ta hiểu cách chơi ngươi đi đi thuận tiện thì thầm một câu cái này có ý gì quá nhàm chán rồi phương khải đang đi tới cửa mặt co lại có bản lĩnh thì ngươi đừng chơi nếu không phải mở khóa cái này ta mới chẳng cần chơi tố thiên cơ hừ lạnh một tiếng đồ nhi tiễn khách dứt lời hì hục trồng đậu hà lan bắn súng lên đất cửa thứ nhất đánh qua sau đó rất nhanh đã nhận được một tấm quả hạch hả hiện tại có thể có hai loại thực vật rồi hả tố thiên cơ đơn giản kích một kích nhặt lên tấm thẻ này mở ra cửa thứ hai theo đạo cụ trong tay nàng càng nhặt càng nhiều tiết tấu trò chơi cũng đang từ từ nhanh hơn cái trò chơi này hiển nhiên có độ khó cao hơn phiên bản gốc một chút chỉ thấy tố thiên cơ chuyển tay như bay trên màn hình nhấn điên cuồng cũng không biết trải qua bao lâu quá tuyệt vời chúc mừng người đã thông qua được cửa thứ năm đứng thứ nhất trong bản hảo hữu có chia sẻ đến hảo hữu giới trong chim cánh cục hay không đồng ý trong lòng tố thiên cơ thoáng đã có một chút cảm giác thành tựu nhớ tới chỉ gửi một cái có lẽ không có gì đi lúc này phương lão bản đã bắt đầu tiếp tục lên chém truyền kỳ bỗng nhiên trên chim cánh cục truyền tin nhảy lên một tin tức hảo hữu ngọc cơ tiên nhân đang chơi plan vs zombie hơn nữa thông qua cửa ải thứ năm hiện tại đứng đầu trên bản hảo hữu cùng đi xem một chút đi. Cái này là cái quỷ gì, tay lão bản gần như rung lên đập lên đầu Khương Tiểu Nguyệt. Lão bản, ngươi muốn làm gì, Khương Tiểu Nguyệt giống như con thỏ nhảy ra, lập tức vẻ mặt kinh ngạc, Lan vơ zombie là cái gì. Hiển nhiên nàng cũng nhận được nhắc nhở từ hảo hữu giới. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kỳ quái. Lại qua một hồi thời gian, chỉ thấy chim cánh cục truyền tin nhảy lên một tin tức, hảo hữu ngọc cơ tiên tử đang chơi plan vs zombie hơn nữa thông qua cửa ải thứ 10, trước mắt đứng đầu bản hảo hữu cùng đi xem một chút đi tố tỷ ngươi đùa cái gì plan vs zombie là cái gì đứng đầu hảo hữu là như thế nào lợi hại sư phụ có thể cho chúng ta chơi một lần được hay không phong hoa cùng duyệt tâm đứng đằng sau trong mong nhìn để vi sư qua hai cửa nữa chim cánh cục truyền tin tố thiên cơ không ngừng nhảy lên hồi âm càng ngày càng nhiều rất nhanh thu được một đống tin tức tin tức hảo hữu giới có thể cho nhiều người thấy như vậy tố thiên cơ có chút sững sờ nhanh chóng hiểu ra rồi hồi âm lại chính là một cái trò chơi bên trong không gian của ta bộ dáng hình như rất lợi hại thú vị sao có thể cho nhìn một chút xem chơi như thế nào không tố thiên cơ rất nhanh lại nhận được hồi âm hảo hữu ngọc cơ tiên nhân mời ngài tiến vào không gian của nàng nạp lan minh tuyết đổng thanh ly từ tử Hinh, diệp tiểu diệp một nhóm lớn muội tử đều được mời đến vây xem tố thiên cơ chơi plan vs zombie như thế nào đương nhiên với tư cách là trưởng môn lưu vân đạo cung tiếp đạo luật cũng được mời đi qua đám người diệp tùng đào cũng giống như thế một đám người vây quanh ở phía sau chỉ thấy thao tác tố thiên cơ cực nhanh, quả hạch phía trước, hoa hướng dương phía sau, tay chuyển như bay, sau đó các loại đậu Hà Lan bắn súng bày đầy màn hình. Phía sau nhìn thấy, một đám lão đại mang vẻ mặt dạy ra. Đây là thứ quái quỷ gì? Cái này chính là Plan vs Zombie, tiếp đạo luật lúng túng một chút, mình mất một phút đồng hồ mấy trăm linh tinh để xem thứ này. Diệp Tùng Đào, cái kia. Bản tọa còn có việc, nên đi trước nạp lan hồng vũ lão phu đi trước soát với lão mặt rồi mà đám muội tử phản ứng hiển nhiên có chút bất đồng tố tỷ trò chơi này làm sao vậy thật đáng yêu mở khóa thực vật phía sau phải có cái này đổng thanh ly nói ta nhớ được phía trước có mấy hạt giống thực vật đặc thù cũng phải dùng cái này mở khóa ha 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 ngươi xem vẻ mặt quả dưa này quá thú vị nạp lan minh tuyết hình như là thật đáng yêu đấy nếu không đến lúc đó ta cũng chơi một cái. Lão bản. Khương Tiểu Nguyệt trông mong mà nhìn Phương Khải, có thể cho ta mượn máy tính ngươi dùng một chút được không? Ta cũng muốn chơi. Mặt Phương Khải tối sầm, không phải mỗi ngày ngươi đều trồng rau sao? Tiền đâu? Tố Thiên Cơ đều có thể mua được máy tính, nhà đầu kia rõ ràng mua không được máy tính. Những quả quýt, củ cải trắng gì gì đó cũng ăn rất ngon đấy, ta liền trồng một cái ăn một cái. Phương Tiểu Nguyệt lúng túng nói, còn không no bụng. Phương Khải Hóa ra nha đầu này ăn hết, Phương Lão Bản tỏ vẻ, nuôi không nổi nuôi không nổi, duy nhất tin tức tốt là, thời điểm này nhìn thoáng qua danh sách nhiệm vụ, trò chơi, không gian của ta, đạt tới 32 phần 200 người chơi, hơn nữa còn đang tăng lên. Mặt tiên, chính là đại sư tỷ liễu ngưng vận, luận tướng mạo, có thể nói người cũng như tên, làn da của nàng như tuyết như ngọc, một bộ váy dài màu đen, càng thêm nổi bật làn da trắng đẹp đến chói mắt. Mái tóc như mây, trăng trắng môi đỏ. Thân là đại sư tỷ của Liễu Ngưng Vận, luận tướng mạo, có lẽ còn hơn một chút Liễu Ngưng Vận, càng có mỹ danh mặt tiên tử. Lấy mặt tiên cầm đầu một đám đệ tử Nam Hoa Tông, tuy rằng mỹ danh bên ngoài, nhưng trên thực tế lại ít khi rời tông, mặc dù đi ra khỏi tông môn, cũng khoảng chừng là hoạt động trong phạm vi hạn định, thời gian dư thừa, hoặc là tìm tu trong tông môn, hoặc là ở trước mặt sư phụ thêm lời dèm pha, thuộc về cái loại tìm tu chi sĩ sống ở trong đại tông danh môn, không biết nhân gian khó khăn. Thời điểm này, Phương Khải đang ở trên quầy tiến hành giao dịch vượt khu vực, trâu mặt đành phải ở một bên tùy ý đi lòng vòng, bỗng nhiên hơi sững sờ, bên ngoài giống như có người. Ánh mắt hắn thoáng mở to một tia, hình như không có ai. Là ta quá nhạy cảm sao? Đột nhiên ánh mắt của hắn mãnh liệt trợn to, chỉ vào ngoài cửa, lão. Lão bản, ngươi xem ngoài cửa. Người ngoài cửa, Phương Khải Thuận theo tay hắn chỉ ngoài cửa nhìn lại, bỗng nhiên nhìn thấy tự hồ có bông tuyết ngoài cửa nhẹ nhàng rơi xuống. Tinh tế nhìn qua, tự hồ cũng không phải tuyết, mà là vô số phấn cánh hoa màu trắng, xuyên thấu qua cửa thủy tinh, chỉ thấy bên ngoài cánh hoa bay lả tả, theo gió thổi qua, phiêu phiêu đảng đảng, dường như xoáy lên một mảnh hoa vũ. Đúng lúc này, Mới thấy mấy thân ảnh xinh đẹp mỹ lệ Từ bên trên bầu trời Từ từ rơi xuống Người này xuất hiện còn kèm theo đặc hiệu Phương Khải bối rối một cái Này là ai à Hảo Tiên trong mặt dùng vẻ mặt kinh ngạc Đến ngay người nhìn qua ngoài cửa Chỉ thấy ở giữa một đám nữ tử bạch y Bao quanh một nữ tử mặc váy dài màu đen Dung mạo tuyệt mỹ hạ xuống bên ngoài khách điếm Bên trong vạn trắng điểm chút đen Vừa đúng làm cho người dễ thấy nữ tử này Hai nữ tử mở cửa lớn ra mà hai nữ tử đằng sau tay cầm lãng hoa, bàn tay trắng nõn dơ lên, cánh hoa bay tán loạn rơi xuống, Phương Khải trong nháy mắt nhìn ngây người, động tác tay đặc hiệu. Không chỉ kèm theo đặc hiệu, còn kèm theo nhạc nền, Phương Khải nhìn thấy, sau lưng còn có bốn nữ đệ tử, trong ngực ôm cầm, đàn sắc, tỳ nà, thanh âm len ken vang lên, theo đó tiến vào cửa tiệm, hơn nửa chính giữa, nữ tử màu đen kia, vốn là đẹp vô cùng, đồng dạng tư sắc nữ tử khác cũng không tồi, hơn nữa phụ trợ như vậy, giống như là tiên tử hạ phàm, bỗng nhiên đi vào trong tiệm bình thường. Thật xinh đẹp. Không nghĩ tới ở trong tiểu điếm này, lại có thể nhìn thấy một vị tiểu mỹ nhân như vậy. Trong tiệm tất cả mọi người tới gần cửa tiệm, ánh mắt đều không tự chủ được mà nhìn qua, một hồi kinh hô. Nội tâm chúng nữ, nhìn ngay người đi. Chúng ta là đến có chuẩn bị, trước theo khí thế lên, liền chiếm cứ thượng phong. Các ngươi nhìn mấy cái trong đó, nhìn khách hàng trong tiệm phản ứng, khóe miệng mặt tiên lộ ra một vòng đắc ý, luận thiên phú, nàng có lẽ kém liễu ngưng vận, nhưng luận tướng mạo, nàng tự nhiên không thua bất luận kẻ nào, thời điểm này, nội tâm đã bắt đầu đắc ý, trong nội tâm đã diễn luyện chuyện kế tiếp một lần, lãnh ngạo như sương, khí chất bức người mà coi thường bầu trời, chấp hai tay sau lưng, dung mạo bức người như mọc cánh thành tiên, chỉ là một chiêu, ngươi đã không còn là địch thủ. Của ta, ngươi có phục hay không phương lão bản nạp nhanh chóng đáp lễ bội phục mặt tiên tử pháp lực vô biên danh chấn thần tinh hừ hừ coi như ngươi thức thời đã như vậy bản tiên tử tạm tha ngươi một lần lần sau cũng không nên tái phạm trong tay của ta kịch bản trong lòng hiện qua một lần sắc mặt mặt tiên băng lãnh mà đi đến trước quầy đôi mắt lạnh lùng quét qua dường như toàn bộ trong tiệm đều có thể theo đó mà ngưng sương các ngươi, ai là lão bản, thanh âm lạnh lùng đến cực điểm. Mà chung quanh, yên tĩnh im ắng. Không có người đáp nàng, bốn phía dường như ở trong nháy mắt, an tĩnh lại. Quay đầu, chỉ thấy bên trái nàng, là một loạt tu sĩ áo đen, người cầm đầu, khoác một kiện áo khoác màu đen, tóc dài xõa vai, khuôn mặt lạnh lẽo trong mắt càng lộ ra một cổ hung mang lạnh thấu xương, phía sau hắn, một loạt tu sĩ áo đen, đồng dạng khí tức đều thâm trầm đến cực điểm, dường như từng cái một tất cả đều từ núi thay biển máu đi ra, toàn thân, mang theo một cổ khí tức không rõ làm nhân tâm kinh hãi, lại quay đầu, nhìn về phía bên phải, một gã tu sĩ trung niên mặc áo bào xanh đậm, sắc. Mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hai mắt hiếp lại, bên cạnh hắn là một nam nhân trung niên, mặt lộ vẻ mỉm cười, nhưng chẳng biết tại sao, cái mỉm cười này, lại càng khiến cho lòng người sợ hãi. Giống như là một đầu hung thú hoang cổ, nhìn chầm chầm vào con mồi, trêu tức miễn cười. Hả, trên mặt mặt tiên lộ ra vẻ không vui, hừ lạnh một tiếng, trong tiệm này, người thật là vô lễ. Trong nháy mắt, áp áp cực lớn từ tu vi chân hồ cảnh, hướng phía mọi người, đồng thời đè xuống. Một bên trâu mạc chỉ cảm thấy một tòa cự sơn, đột nhiên hung hăng áp xuống dưới, khí tức khi làm người run sợ, trong nháy mắt làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông, lão. Lão bản, trâu mạc khó khăn nói, cái người này thật là lợi hại khóe miệng mặt tiên khẽ nhất, bất quá chỉ có như vậy lúc này mới nhìn về phía phương khải thấy hắn không chút dao động hơi có chút kinh ngạc bất quá cảm thụ một phen tu vi đối phương vẫn chưa tới đại võ tông lập tức thất vọng tiểu đệ đệ là ngươi may mắn thắng sư muội không nên thân của ta sao hiện tại bản tiên tử tự, tự mình giá lâm ngươi xin lỗi còn kịp a à, phương khải ngẩn người hả mặt tiên lộ vẻ không vui như thế nào cảm giác giống như không đúng chỗ nào sau một khắc khí tức tất cả mọi người xung quanh bỗng nhiên mãnh liệt kéo lên bên trái một hàng hắc bào nhân khí tức quanh thân trong nháy mắt nhất cao trong đó có mấy cái tu vi đã đạt đến chân hồ đỉnh phong mà tên tu sĩ khoác áo màu đen kia tu vi đã đạt đến thần hải cảnh ngay sau đó bên phải nam tử trung niên mặc áo bào màu lam cùng mấy người bên cạnh hắn khí tức đồng dạng tăng vọt lại là thần hải cảnh phương tiểu tử cô nương này người nào a à, mặc thiên hành có chút không hiểu mà nhìn lại hơi hơi lộ ra một tia khí tức còn có thần hải cảnh thật nhiều thần hải cảnh một đám nữ tu nam hoa tông bỗng nhiên phát lạnh trong lòng tại nam hoa tông sống an nhàn sung sướng đã quen nhưng nơi đây cũng không phải là nam hoa tông nhìn thấy nhiều đại tu như vậy trong nháy mắt cả tâm đều chìm xuống ánh mắt người kia thật hung ác đại sư tỷ nghe nói người bán biên thành đều là ma đầu giết người không chớp mắt chúng ta sẽ không đừng nói những lời vô nghĩa nữa người nói không thì chúng ta đi ra ngoài đại sư tỷ người không giống như chúng ta người còn gánh vác mộng tưởng vĩ đại đánh bại liễu ngưng vận người nhất định phải kiên trì nhất định không thể nhận thua đại sư tỷ cố gắng lên mặt tiên nhẹ gật đầu cắn răng nói bất quá là tu sĩ thần hải cảnh mà thôi bên cạnh âm thanh hắc ma lạnh lùng nói không biết quy củ sao về phía sau xếp hàng a à, trong nháy mắt mấy nữ tử kinh sợ về phía sau nối thành hàng dài mặt tiên tại trước mắt bao người xếp hàng phía sau thật sự là vô lễ nhìn thấy những tu sĩ thần hải cảnh này không có để ý tới đám các nàng nữa rốt cuộc thở dài một hơi đồng thời lại bắt đầu nghị luận quả thực thô tục. mặt tiên tử nam hoa tông đại giá quang lâm không nên đón còn chưa tính rõ ràng còn để cho đại sư tỷ xếp hàng. một nữ tu tức giận thấp giọng nghị luận nói. dân chúng nông thôn kiến thức thiển cận chúng ta không nên so đo với bọn họ. một gã nữ tu tự mình an ủi tiếng nghị luận càng lúc càng lớn. ừ mấy tên hắc ma vệ chân hồ đỉnh phong quay đầu ánh mắt lạnh lùng tu vi toàn thân rải ra chúng nữ lập tức cảm giác bị một cổ áp lực kinh khủng bao phủ. Trong nháy mắt đều câm miệng. Chỉ thấy hắc ma đã giao dịch xong, tay trái bưng một chén mì tôm, phải tay mang theo một lon cola, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn đánh giá mấy người. Trong mắt cái kia gạt bỏ thần quan khiếp người, hùng hổ dọa người, toàn thân tản mát ra khí tức, càng như vực sâu địa ngục. Về điểm này, chúng nữ ở trước mặt hắn tựa như con gà con rơi vào gió lốc biển rộng, vô luận dãy dụa như thế nào, đều không trốn khỏi vận mệnh bị chôn vùi vài tên nữ tu có lẽ đã muốn co lại sau lưng mặt tiên hừ một âm thanh hừ lạnh dường như búa tạ đánh vào trong lòng mỗi người nhìn bóng lưng cao lớn khoác áo đen một bên ăn uống vui cười một bên đi tìm chỗ ngồi người nọ là ai khí tức thật là khủng khiếp đúng lúc này hề trầm chu của bàn giao phủ từ ngoài cửa đi tới chứng kiến cánh hoa thừa thải trên đất không vui nhíu nhíu mày vào cửa hô phải biết rằng hoàn cảnh trong tiệm này sạch sẽ thoải mái dễ chịu đối với bọn hắn mà nói cũng là thể nghiệm trọng yếu nhất lão bản sao ngươi để cửa điếm lộn xộn thế này không quét dọn một cái đi phương khải ngẩng đầu nhìn nhìn tới cửa là một mảnh hỗn độn người nào ném ra bản thân đi dọn sạch sẽ dựa vào cái gì để cho chúng ta quét sạch một gã nữ tử dung mạo bạch y lạnh lùng nói quả thực vô lễ ừ lúc này đại trưởng quỷ nguyên hành các đường nguyên, nhị trưởng quỷ đạo khôn cũng đã giao dịch xong, thuận tiện cầm bịch lạc điều, nhìn lại, đào khôn nhìn thấy chúng nữ cười lạnh một tiếng, tính khí phương lão bản thật đúng là tốt, nếu đổi lại nguyên hành các ta, dám can đảm biến cửa tiệm thành tình cảnh như thế, trước trói lại cắt đứt tay chân, sau đó sát muối, treo ngược bọn hắn ở trước cửa bảy ngày bảy đêm. Nguyên lai là đường trưởng quỷ, đào nhị trưởng quỷ, hạnh ngộ hạnh ngộ, hề trầm chu vừa mới vào cửa nói, nếu là ở ta bàn giao phủ càng rỡ như thế, hiện tại chỉ sợ cũng đã bị đánh thành thịt vụn rồi. Thân thể nữ đệ tử mềm mại rung lên, rung rẩy nói, cái này cũng là đại tu thần hải cảnh. Mặt tiên, ta biết rõ. Phương Khải gãi gãi đầu, khách điếm chúng ta có quy củ, nháo sự đều cắt bỏ chân, phế tu vi, đá văng ra, mấy vị này khiến cửa điếm ta thành một mảnh hỗn độn, có tính nháo sự không? Cắt đứt chân phế bỏ tu vi vài tên nữ đệ tử bạch y nhìn chung quanh một mảng lớn đại tu thần hải cảnh khí tức bỗng nhiên đè xuống loại cảm giác này giống như là một đám cừu nhỏ vọt vào giữa bầy sư tử bầy chân lúc này đã mềm nhũng nếu quả thật bị cắt đứt chân phế bỏ tu vi ném ở loại địa phương này hậu quả vô thức các nàng cảm giác được vô số ánh mắt ở xung quanh rình mò mà thời điểm này sắc mặt mặt tiên cũng có chút trắng bệch thời điểm này đâu còn dám nói ra mục đích thật sự bản thân đến đánh lão bản thét to không phải vài tên nữ tu cũng hoảng sợ nói chúng ta lập tức quét sạch sẽ vội vàng đi mất sạch thời điểm này trước cửa tiệm phương khải dừng lại một cổ thú xa người kéo xe chính là đại hắc cẩu phương khải rất tin tưởng chỉ thấy một gã hán tự áo ngắn đi xuống chính là lái xe lúc trước chở hắn tới đây vương hiển hả lão bản Cửa tiệm của ngươi càng ngày canh cao cấp A, nhìn cửa điếm có vài tên mỹ tử bạch y đang quét rác, ngay cả người quét rác cũng đều xinh đẹp như vậy. Từng cái một tựa như tiên tử. Ai là quét rác? Ngươi mới là quét rác đấy. Sống lâu mà không có mắt. Trong nháy mắt tạt mau. Sau khi quét xong, trước quầy, phương lão bản sớm đã xử lý xong công việc giao dịch, tiếp tục chém truyền kỳ. Trâu mặt hỏi, mời hỏi các ngươi mấy vị là muốn chơi trò chơi hay là xem truyền hình. Mấy người không đáp, sắc mặt mặt tiên băng lãnh, dường như có thể so được với băng, con mắt lạnh lẽo, tự hồ tâm tình sắp muốn bùng nổ. Hả, nhìn mấy người không đáp lời, Trong mặt kỳ quái nói, chẳng lẽ mấy vị không phải đến chơi trò chơi, xem truyền hình sao? Đại sư tỷ, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Một gã nữ tu thầm nói. Thần sắc mặt tiên hơi chậm lại, Chúng ta là đến chơi trò chơi xem truyền hình. Dạ 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 dạ, mấy người tu sĩ thần hải cảnh ở xung quanh áp xuống, đến bây giờ còn có chút ít đi đứng như nhũng ra, gật đầu như là bằm tỏi. Trâu mặt lúng túng một chút, mấy vị rốt cuộc muốn chơi trò chơi hay là xem truyền hình. Vô cùng chỉnh tề mà cùng kêu lên nói, đều muốn. Đều muốn. Sau đó nộp tiền, nộ khí nghẹn một bụng ủy khuất, trong ủy khuất đè nén một hồi oán giận hung hăng mà trừng mắt liếc nhìn phương lão bản đang ngồi chém truyền kỳ, thấp giọng nói, cáo mượn oai hùng. Lúc trước thắng không phải võ. Quả thực vô sĩ. Phương lão bản tháo xuống máy giả lập, ánh mắt lạnh lùng quét tới. Mau nhìn người kia ăn cái gì? Thơm quá a à. Đại sư tỷ ngươi mau nhìn. Phim truyền hình tru tiên này, thật là lợi hại. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Người này rõ ràng có thể đạp trên kiếm bay. Tất cả mọi người dường như rốt cuộc mở rộng tầm mắt, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Dường như vừa rồi chưa từng có chuyện phát sinh. Tố Thiên Cơ ở bên trong không gian của ta, sư phụ, cho ta chơi một cái nha. Người không phải nói chơi không hay sao? Phong Hoa, Diệt Tâm hai người đứng sau trong mông mà nhìn Tố Thiên Cơ một bên khẽ ngâm một bài không biết tên, một bên trồng một cây đậu hà lan bắn súng ở bên phải trồng quả hạt ở bên trái. Chờ một chút, chờ một chút, Tố Thiên Cơ nói, sư phụ sắp qua cửa thứ 20, chờ sư phụ chơi. Chơi năm cửa nữa. Chơi năm cửa nữa liền cho các ngươi chơi. Được rồi. Chúng ta ở đây chờ một chút. Ngươi xem cái đầu cương thi này đang ăn quả hạch của sư phụ rồi, hạt hạt, thật sự là ngây ngốc đấy. Một đoạn thời gian sau đó. Trong tiệm bán biên thành. Sư tỷ chúng ta không phải đến đây đánh lão bản kia một trận, lấy lại uy danh Nam Hoa Tông chúng ta sao? Chúng ta. Trước xem phim. Trước xem phim, trong mắt mặt tiên hiện ra một tia tàn khốc, chờ đại sư tỷ ta học được các loại tuyệt học trong phim, sẽ lấy lại thanh danh. a không, uy danh Nam Hoa Tông. Thời điểm này, trong đầu nàng bắt đầu bổ não bản thân luyện thần kiếm ngự lôi quyết đến đại thành, quyền đánh tất cả thế lực ở quén nét khởi nguyên, chân đá cáo mượn oai hùng phương lão bản, thuận tiện trở lại tông môn, một kiếm đánh bại nam hoa thiên nữ liễu ngân vận. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi. Thiên uy huy hoàng, lấy kiếm làm dẫn, mặt tiên lộ vẻ lạnh lùng, trong miệng ngâm khẽ. Vài tên nữ đệ tử ở trong tiệm kích động la hoảng lên, sư tỷ vài câu bí quyết này niệm thật đúng. Theo ta thấy so với lục tuyết kỳ cũng tuyệt đối không tồi. Thi triển ra nhất định phong thái thay đổi lớn. Còn âm ý ta tắt máy tính của các ngươi, Phương lão bản ngồi gần phiền không chịu nổi quát lên. Vẻ mặt mấy vị muội tử lúng túng, thấp giọng nghị luận, đã biết rõ cáo mượn oai hùng. Hừ hừ. Chỉ là không đến tu vi Đại Vũ tông, bỗng cô nương một tay đều có thể đánh ngã hắn. Nếu không có những đại tu thần hải cảnh này cản trở, đã sớm là bại tướng dưới tay đại sư tỷ rồi. Đồ vật tiệm này ngược lại là rất thần kỳ đấy cũng không biết là vị tiền bối đại năng nào làm ra khẳng định là hưởng một ít hào quang từ vị tiền bối kia hừ mặt tiên hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ khinh thường trong đầu chúng nữ không ngừng não bổ các hình ảnh tốt đẹp lúc này một chút tâm tình bị tách ra do phương lão bản cắt ngang tích tụ lại chúng ta tiếp tục xem đợi chúng ta luyện đến cảnh giới như thần tiên lục địa như thanh diệp sư tổ mặc dù nói giống như rất xa xôi nhưng mà cũng không ngại bổ não hiện tại một phen phương lão bản chém truyền kỳ một lúc trở lại không gian của ta không màu không màu tống thanh phong thao tác yagami một bên học yagami iori kêu gọi đầu hàng một bên thi triển ám câu thủ bên này lâm thiệu thao tác kiyoku một cú nhảy qua hỏa diễm ám câu thủ rơi xuống đất trong nháy mắt điên cuồng rung cán học kiyoku shangi hét lớn một tiếng chỉ thấy trong màn hình quanh người Kyo Kusangi nổ lên hỏa trụ động trời, cuối cùng quyết chiến áo nghĩa, vô thức, quanh oanh oanh, mấy người các ngươi. Đến thời gian rồi, Tiểu La Lị Khương Tiểu Nguyệt đã ở bên cạnh nhìn hồi lâu, đối với mấy lão này trong không gian của phương lão bản căm thù đến tận xương tủy, nên đến lượt ta chơi Plan vs Zombie rồi. Đánh xong trận này. Đánh xong trận này, Tống Thanh Phong hô to một tiếng, khinh cước. Tiết Phong sao không có xuất ra? Tống thiếu đồ bỏ đi, liên chiêu cũng không được, xem ta. Hứa lạc, hả? Lão bản đã đến, lão bản có cần phải tới đánh vài trận. Đến đến đến, phương lão bản vừa vặn ngứa tay, nhường các ngươi một tay. a à, Khương Tiểu Nguyệt nhất thời nổi cáo, ta muốn chơi plan vs zombie. Chơi plan vs zombie cái gì, vẻ mặt phương lão bản tràn đầy khinh thường, chơi quyền hoàng rất tốt, đến nhìn bản lão bản đại sát tứ phương như thế nào, một tay treo lên đánh ba cái tiểu bằng hữu. Dứt lời đặt mông chiếm được vị trí. Tùy tiện chọn, tùy tiện chọn, phương lão bản trực tiếp chọn ba cái dấu chấm hỏi, chọn nhân vật ngẫu nhiên. A à nha! Người mau tránh ra, Khương Tiểu Nguyệt nhất thời không vui, vừa kéo vừa túm, ngồi ở bên người Phương Khải, dùng thân thể nhỏ nhắn xinh xắn ý đồ đẩy Phương Lão Bản xuống dưới chen lớn cả buổi phát hiện không thể chen nổi. Ở một bên phòng má tức giận, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xem thường. Bản lão bản đánh trước 10 phút, phương lão bản thỏa hiệp qua loa một cái. Hừ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Tiểu Nguyệt liếc nhìn, tỏ vẻ khinh thường. Bên kia, sư phụ, sư phụ, phong hoa, duyệt tâm đứng ở phía sau nhìn một hồi, lệ rơi đầy mặt, yếu ớt mà hỏi thăm, có thể để chúng ta chơi một lần được hay không? Hai ngày nữa ta cũng có thể mua máy tính. Trước để cho chúng ta thử một chút a, à, cái kia. Một lần thôi a, à, Tố Thiên Cơ đã qua hơn cửa thứ 10, cảm giác. Hình như là không được tốt lắm a, à, cách chơi lại đơn giản cương thi còn đặc biệt ngu xuẩn. Là cảm giác còn muốn chơi gì, giống như cảm giác thời điểm một đống cương thi tiến công cũng rất kích thích. Hơn nữa tạo ra một đống sinh thực vật đặc biệt ngốc đánh xương thi, nhìn vô cùng vui mắt vui tai cùng mấy trò chơi bên ngoài đánh đánh giết giết kia hoàn toàn khác nhau lúc này phong hoa diệt tâm hai người tranh nhau lên máy để cho ta lên tước chậm khoảng tù tì quyết định hai muội tử vung nắm tay nhỏ thời gian lên máy của ngài đã đạt mức tối đa a à. còn không có kéo bố bao hai muội tử cảm giác thật muốn khóc tố thiên cơ có chút lúng túng che tráng, ách nếu không ngày mai đến đây đi cảm giác trong nội tâm đau khổ. Thời điểm này, Khương Tiểu Nguyệt rốt cuộc vui thích mà chơi plan vs zombie. Lão bản, cái này ngươi có thể chơi hay không? Tuy rằng Khương Tiểu Nguyệt nhìn thoáng một chút, nhưng mà trong lòng vẫn có chút bất an, dù sao lần đầu chơi trò chơi này. Trò chơi đơn giản như vậy, có cái gì không thể chơi được? Đến, chỗ này đặt một cây đậu Hà Lan bắn súng. Phương lão bản chỉ huy nói. Thả phía trước như vậy, khương tiểu nguyệt nghi hoặc một chút bên này thả cây hoa hướng dương xếp thành một đường a à, cái này có quy luật gì khương tiểu nguyệt không hiểu ra sao một đoạn thời gian sau đó một hồi nhạc nền cực kỳ trầm trọng truyền đến cương thi thoải mái nhàn nhã mà đi vào phòng khương tiểu nguyệt cương thi vô tình xâm nhập phòng ốc của ngươi a à, khương tiểu nguyệt thét lên chỉ nghe thấy một đoạn âm thanh gặm nuốt đại não Khương Tiểu Nguyệt nộ khí trùng thiên mà trừng mắt Phương Lão Bản, nghe răng mèo, quả thực muốn cắn người, Lão Bản rác rưỡi. Làm sao vậy? Làm sao vậy, thời điểm này, đám người Nguyễn Ngưng, hề duyệt vừa vặn đi vào không gian Phương Khải, chứng kiến vẻ mặt Tiểu Nguyệt ủy khuất. Nghe được Khương Tiểu Nguyệt tự thuật, toàn bộ kinh bỉ, cùng chung mối thù, thậm chí ngay cả Tiểu Nguyệt đều khi dễ. Phương Lão Ma không có nhân tính chút nào. Lão Bản rác rưỡi. Tiểu Nguyệt về sau đừng tăng máu cho hắn. Không cần để ý hắn. Chúng ta đến chơi, cái này kỳ thật rất đơn giản đấy. Ừ ừ, lúc này đem phương lão bản ném qua một bên, cùng một chỗ vui thích mà chơi tiếp. Thuận tiện vẫn còn trong một đám không ở, thần tinh, đại tấn trao đổi, phát một câu, phương lão bản rác rưởi, ngay cả tiểu nguyệt đều khi dễ, không có nhân tính chút nào. Đúng vậy, phương lão ma không có nhân tính chút nào lên đi lão tâm biến thái nạp lan minh tuyết vẫn luôn ẩn phát ba cái dấu chấm hỏi lập tức gửi cho phương lão bản một cái tin tức ngươi lại làm gì rồi hả thời điểm này phương lão bản đành phải mở cửa đi tới cửa bên ngoài vào cửa hàng không gian mua thuốc lá tựa vào mép cửa hút một hơi khói khí phun ra sương mù dày đặc theo đó nhẹ nhàng phóng lên trời nạp lan minh tuyết đi tới nhìn qua không thể hiểu được đồng dạng đám người Tống Thanh Phong, Lâm Thiệu cũng muốn biết chuyện gì xảy ra nên cũng đi đến. a à, Lão bản, sao một mình người ở bên ngoài hút thuốc? Các ngươi biết cái gì, phương lão bản nhẹ nhẹ phun ra một ngụm khói, bản lão bản phun không phải khói lửa, là cô đơn lạnh lẽo. Nạp lan minh tuyết che trán Tống Thanh Phong. Lâm Thiệu. Hứa Lạc. Đội trao đổi tiểu chúng thần tinh, đại tấn, cùng, trong trò chơi đại tấn, trong hai kênh chim cánh cục đó, cũng không biết là ai bỗng nhiên phát ra một tấm hình, đúng là bức ảnh phương lão bản tựa vào mép cửa hút thuốc, chung quanh khói khí lượng lờ, phiêu phiêu dục tiên, dưới thêm văn tự, bản lão bản phun không phải khói lửa, là cô đơn lạnh lẽo. Lão bản ngư bức, ta còn có thể nói cái gì? Tự mình làm chết. Văn tự phối hợp với vẻ mặt này, quả thực. Rất tiêu sái. Tiểu tử này quá con mẹ nó có tài rồi. An Hổ Uy gửi một biểu lộ toát mồ hôi lạnh. Một lát sau, chỉ thấy ID một người tên là An Thiếu Thành chủ thuận tay gửi một tấm ảnh ngậm một điếu thuốc ở trong không gian của An Hồ Uy, phía dưới đồng dạng phối hợp một hàng chữ viết, bản tọa phun không phải khói lửa, là cô đơn lạnh lẽo. An Hổ Uy cưỡng ép giải thích. Rất tiêu sái. Nạp Lan Hồng Vũ thuận tay phát một tấm ảnh nằm trên ghế thái sư, ngậm lấy một điếu thuốc, lão phu phun không phải khói lửa, là cô đơn lạnh lẽo. Một đoạn thời gian sau đó, trong đội trao đổi bộ phận hoàng tộc đại tấn, cô phun không phải khói lửa, là cô đơn lạnh lẽo. Phối hợp một bức ảnh. Tất cả thành viên hoàng tộc. Phun chính là cô đơn lạnh lẽo. Phương lão bản đã vô địch. Cái này sống ta phục. 666, các đại đội trên cơ bản đã ở trong trạng thái bùng nổ. Mà lúc này đây đám người mặt tiên, lại vô cùng không vui tiêu phí 800 linh tinh, làm thẻ hội viên, đem thời hạn tăng lên đến 8 tiếng đồng hồ, tổng cộng xem tập 8. Đợi đến lúc trở lại Nam Hoa Tông, đã là buổi tối. Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Chém, trên quảng trường Nam Hoa, một gã nữ đệ tử khẽ quát một tiếng, kiếm chỉ hướng lên trời, sư tỷ nhìn ta xem học có giống không. Ngay cả ngự kiếm đều không làm được, còn muốn thần kiếm ngự lôi chân quyết cái gì, một nữ đệ tử khác kinh thường nói, đợi bổn cô nương ngự kiếm rồi, sẽ từ nam hạo nhiên tông đến bắc địa ất một cung đi dạo một vòng trên đó làm cho bọn hắn chấn kinh đến rất hàm thật lợi hại không nghĩ tới trên đời này rõ ràng còn có chỗ như thế một nữ đệ tử sợ hải thang nói ta cảm giác được tu vi kiếm thuật pháp thuật của ta đều có chỗ tăng lên hơn nữa nhìn những cao thủ kia so chiêu quả thực học được quá nhiều thứ sở học trong tông mà chúng ta tu luyện hoàn toàn không thể sánh nổi cũng không biết về sau còn có đồ vật lợi hại hay không đại sư tỷ đến lúc đó ngươi nhất định có thể đánh bại liễu ngưng vận kia vị trí nam hoa thiên nữ khẳng định cũng là của ngươi đúng vậy khuôn mặt mặt tiên cứng lại nam hoa thiên nữ cái gì thời gian bản tiên tử quý báu tại sao phải đi làm nam hoa thiên nữ a à, vài tên nữ đệ tử lập tức không hiểu đại sư tỷ ngươi không làm thì anh có tư cách làm đây đúng vậy a à, tư lịch ngươi còn lão luyện hơn liễu ngưng vận kia ngày sau nếu học được thần thông pháp thuật của thanh vân tông nàng càng thêm không phải là đối thủ của ngươi chẳng lẽ sư tỷ ngươi sợ nàng hay sao mặt tiên hừ lạnh nói mấy vị muội muội của ta sao các ngươi lại ngốc như vậy nam hoa thiên nữ có cái gì tốt ngươi suy nghĩ một chút liễu sư muội vì nguyên nhân nào bị cấm túc sao bởi vì mấy lần tiến về bán biên thành không suy nghĩ tu luyện chúng nữ đáp. Không phải ngư vậy sao, trở thành nam hoa thiên nữ, có thể luyện tập được tuyệt học của nam hoa tông, nam hoa thiên quan, nhưng mà. Chúng ta đều định học thần kiếm ngự lôi chân quyết rồi, còn đi tranh giành cái kia làm cái gì? Đúng rồi. Chúng nữ bừng tỉnh đại ngộ, nếu như đại sư tỷ ngươi chiếm vị trí của nàng, chẳng phải hiện tại bị cấm túc chính là đại sư tỷ ngươi. Đại sư tỷ chẳng phải là không thể xem tru tiên rồi sao? chẳng phải không thể đi học thái cực huyền thanh đạo cùng ngự kiếm thuật. Thần kiếm ngự lôi chân quyết chẳng phải là cũng học không được. Đúng như vậy, mặt tiên không khỏi tán thưởng mình cơ trí, sư tôn quản giáo nghiêm không nói, về sau còn phải tọa trấn nam hoa cấm địa. Tọa trấn A. Cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể ly khai đấy. Đến lúc đó, tru tiên ra đến 100 tập, 200 tập, chúng ta đi đâu mà xem lại. Đúng rồi, một gã nữ đệ tử nói, nếu lúc đó muốn ăn mì tôm thì làm sao giờ? Chủ tiệm chết tiệt kia đều không cho người mang đi. Nếu đến lúc đó Chu Tiên vừa mới mở ra chỗ đặc sắc. Một gã nữ đệ tử phát điên nói, bản cô nương thật sự muốn điên, đại sư tỷ tuyệt đối không thể trở thành nam hoa thiên nữ. Sư tỷ cao kiến. Để cho liễu sư muội trở thành nam hoa thiên nữ mới là lựa chọn tốt nhất. Liễu sư muội phong hoa tuyệt đại, tự nhiên là tuyển thủ đứng đầu nam hoa thiên nữ rất nhanh, tất cả ý kiến mọi người đều thống nhất. Mặt tiên gật đầu nói, vì vậy, từ hôm nay trở đi, mọi người mỗi ngày đều phải ở trước mặt sư phụ, nói một câu tán dương liễu sư muội. Khích lệ một phen, như vậy mới có thể bảo đảm vị trí nam hoa thiên nữ sẽ không rơi khỏi người liễu sư muội, cũng không cần lo lắng rơi lên trên người chúng ta. Đại sư tỷ nói đúng. Bây giờ suy nghĩ một chút, kỳ thật liễu sư muội cũng rất ưu tú đấy một nữ đệ tử mặt tròn nói người lại xinh đẹp thiên phú lại tốt tính khí tính cách đối xử với mọi người mọi thứ cũng không kém vừa nói như vậy ta cũng hiểu được tuy rằng trước kia rất không quen bộ dáng cao cao tại thượng của nàng nhưng bây giờ suy nghĩ một chút kỳ thật liễu sư muội có vài phần khí chất đấy đương nhiên một gã nữ đệ tử nói vẫn kém mặt sư tỷ cái gì mà vẫn kém ta mặt tiên trừng mắt thiên phú của liễu sư muội chính là trăm ngàn năm khó gặp, điểm này, coi như là mấy vị trưởng lão trong tông môn, đại trưởng lão đều đã xác nhận qua đấy, vô cực công của bản môn, mấy người sư tỷ chúng ta, cũng luyện không thuần thục bằng liễu sư muội Chúng nữ một bên bước chậm trên nam hoa quảng trường, một bên mặt danh kỳ diệu mà thao thao bất tuyệt nói. Hề trì chân nhân chính là nhị trưởng lão quyền cao chức trọng trong nam hoa tông, cũng là sư tông mặt tiên, liễu ngưng vận sáng sớm ngày thứ hai nơi ở hề trì chân nhân khuôn mặt ngọc lạnh lùng nghiêm túc đôi mắt tuyệt diệu hơi khép khẽ rung rung tựa hồ đã nhận ra có người đến đệ tử an nhã nguyệt yên vấn an sư tôn chỉ thấy hai nữ đệ tử mặt bạch y đang đến từ hề trì chân nhân tùy ý gật gật đầu trừ phi mình bế quan nếu không đệ tử chân truyền đến đây vấn an là lễ nghi nhất định nhưng nàng phát hiện sau khi hai gã đệ tử vấn an xong cũng không có ly khai các ngươi còn có chuyện gì sao hề trì chân nhân hỏi cái này hai người nhìn nhau nữ đệ tử mặt tròn bên trái tên an nhã tiến lên một bước nói hôm qua nghe nói liễu sư muội bị sư tôn tấm túc tốt rồi hề trì chân nhân có chút không kiên nhẫn nghe mấy thứ lời nói rảnh rỗi này biết rõ xưa nay các ngươi cùng liễu sư muội bất hòa làm sư phụ chẳng lẽ chưa dạy các ngươi không nên đâm người sau lưng sao? Không phải. Một nữ đệ tử khác tên Nguyệt Yên vội vàng giải thích nói, đệ tử muốn nói, thiên phú liễu sư muội tuyệt hảo, chính là nhân tài bản tông khó có. An Nhã gật đầu nói, Nguyệt sư muội nói không sai, liễu sư muội tu hành thắc khổ, hôm qua đi qua phòng liễu sư muội, đệ tử thậm chí phát hiện, liễu sư muội rõ ràng còn tu luyện, chưa từng nghỉ ngơi. Nguyệt Yên vội vàng phụ họa nói, đêm qua đệ tử tỉnh ngộ, chợt thấy liễu sư muội là người dịu dàng săn sóc thân là nam hoa thiên nữ không hề kiêu ngạo với đồng môn sư tỷ như chúng ta đợi đến lúc hai nữ đệ tử rời đi hề trì chân nhân bỗng nhiên cũng có chút không hiểu trong đầu hai nữ đệ tử này đang nghĩ gì mà lúc này chỉ thấy lại một nữ đệ tử đến đây vấn an đệ tử hứa vân vấn an sư tôn một nữ đệ tử dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thi lễ nói từ hề trì chân nhân nhẹ gật đầu sư tôn hứa vân có chút ấp úng không biết nên mở miệng hay không hả hề trì chân nhân kỳ quái nói ngươi cũng có chuyện gì sao từ hứa vân ấp a ấp úng nói kỳ thật liễu sư muội nàng là người cực kỳ tốt trước kia rõ ràng ta không có phát hiện ngay sau đó đệ tử giang yến đệ tử lữ hân lúc này hề trì chân nhân đã có chút ngây người sau đó nàng nhìn thấy mặt tiên mặc một bộ quần áo đen thản nhiên đi đến sư tôn hôm qua đệ tử nghe nói người cấm túc liễu sư muội rồi làm sao hề trì chân nhân nhớ rõ đại đệ tử rớ không chào đón liễu ngưng vận đấy một khi có cơ hội liền đổ tội hôm nay chẳng lẽ lại muốn hề trì chân nhân lạnh lùng nói chuyện của nàng ngươi cũng không cần quản kế tiếp nàng nhìn thấy mặt tiên nói sư tôn ta biết rõ người vẫn còn nổi nóng nhưng mà người ngàn vạn không nên tức giận lên người liễu sư muội hề trì chân nhân a à. liễu sư muội nàng từ trước đến nay nàng luôn làm việc cẩn trọng cho dù là nàng làm ra sự tình làm cho người ta nhất thời không thể hiểu có lẽ nàng cũng có nguyên do sư muội người này tính khí lại tốt cách xử sự có lúc nào khiến người lo lắng đâu không chỉ là ngài các sư tỷ sư muội chúng ta cũng vô cùng yên tâm với nàng người không thể bởi vì tức giận nhất thời mà nỗi tâm tử thu hồi thân phận nam hoa thiên nữ của nàng. Hề trì chân nhân thật choáng váng, hôm nay có chuyện gì sao? Ngày hôm qua ngươi cũng đâu có nói vậy a? À, ngày hôm qua ngươi còn nói nàng không thể phát triển, không học vấn, không nghề nghiệp kia mà, còn ở sau lưng nói nhân gia không xứng là nam hoa thiên nữ. Hôm nay sao đã thay đổi chóng mặt vậy? Hề trì chân nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mặt tiên ở một bên thao thao bất tuyệt. Mấy ngày nay tuy rằng đám người tố thiên cơ chơi đùa trò chơi nhỏ thậm chí ướp muối tại không gian của ta trồng rau nhưng người chơi chơi truyền kỳ lại không ngừng phát triển theo nghịch thiên võng du công hội thành lập trải rộng con đường cho tất cả thế lực lớn xây dựng rồi sau đó hoàng tộc công hội hắc ma công hội vân vân cũng lần lượt tạo dựng lên mà tranh đoạt địa đồ cũng một lần từ thi vương điện qua đến ốc mã tự miếu tất cả bước tiến của thành viên các công hội lớn chinh phạt quái vật phía dưới chân là một mảnh thi thể rải khắp nơi, hôm nay cũng đã tới tổ mã tự miếu, trên đại lục chỉ còn lưu lại một mảnh đất này, thánh miếu bán thú nhân tổ mã tộc. Mà lúc này, cáo thị xuất hiện ở các đại chủ thành, làm rối loạn lộ tuyến mà bọn hắn đã định ra, tại họa trên mát pha đã xuất hiện, lực lượng tà ác trốn ở các nơi trên đại lục được một cổ lực lượng thần bí phóng thích ra ngoài, đại quân quái vật khổng lồ đang tại hướng về hoàn thành bi chông, độc xà sơn cốc, mong chôn thổ thành, mắt thấy sắp tiếp cận tới vùng đất dừng chân cuối cùng của nhân loại những anh hùng mát pha cầm lấy vũ khí của các ngươi bảo vệ gia viên của chúng ta đi nếu như bị đại quân quái vật công chiếm tất cả đại thành thị giết chết quốc vương bi chông đại lục mát pha bị tà ác lực lượng nguyền rủa sẽ lâm vào bất phục các mạo hiểm giả vì bảo hộ thế giới của chúng ta mời cầm lấy binh khí trong tay trợ giúp chúng ta chiến đấu đi hôm nay trong tiệm hai nhà chủ đề mới nhất chỉ sợ chính là cái này rồi. Quái vật công thành. Các ngươi có nhìn thấy nội dung trên bài cáo thị trong nội thành không? Nhìn, quái vật muốn đánh tới chúng ta. Ốc mã giáo chủ không cách nào rời khỏi thần điện, cũng đi ra được thần điện, tổ mã giáo chủ an nghỉ tại tổ mã tự miếu, cũng xuất lĩnh giáo chúng, công đến thế giới loài người. Vô số dị trùng ở trong bóng tối dưới lòng đất tử vong hạp cốc, cũng do xúc long thần xuất lĩnh, chen chúc tập kết, Vô số quái vật kinh khủng đều muốn thức tỉnh từ trong bóng tối, nhị hoàng huynh, huynh có nhìn cáo thị ở thổ thành không? Ngũ hoàng tử Cơ Dương lúc này đã lên máy, vào lúc này vẫn có chút không hiểu, tình huống này là như thế nào? Trước cuộc người nào tập kết đại quân quái vật? Nhị hoàng tử cũng kỳ quái nói, không biết tình huống như thế nào a, à? chẳng lẽ ở trong thế giới này còn ẩn tàng một hắc thủ phía sau màn cường đại. Làm cái gì a? À? Cúc Trì thống lĩnh nổi giận mắng, thế lực tà ác đại phản công. Giống nhau năm đó, trăm vạn đại quân đế quốc bán nhân thú, hôm nay tự hồ lại có xu thế ngốc đầu trở lại, trong tiệm bán biên thành. Ai biết sau khi thành thị bị quái vật công chiếm sẽ có hậu quả gì, hắc ma cũng có chút không hiểu. Bị quái vật công chiếm. Nguyên hành các đường nguyên ở một bên ăn mì tôm, những thứ khác không nói, thành thị bị quái vật chiếm cứ, cửa hàng, thủ vệ gì gì đó tự nhiên tất cả đều không còn rồi, quyển trục hồi thành chỉ sợ về tới khu quái vật, không có cứ điểm, khuyết thiếu tiếp tế, về sau còn muốn đi luyện cấp, chỉ sợ cũng khó khăn. làm sao còn có chuyện như vậy? hề trầm chu ở bên trầm giọng nói, cái này chẳng phải là dùng ép chúng ta liều chết sao? Hắc Ma đầy đầu sương mù, muốn để Hắc Ma ta đi bảo vệ thế giới. nói đùa gì vậy? hơn nữa cái này con mẹ nó còn phải dốc sức liều mạng. Đường Nguyên, bổn tọa cảm thấy cũng có chút. bất quá đây cũng là vì ích lợi của chúng ta cân nhắc đi. Buổi tối rồi nói, buổi tối rồi nói, Hề Trầm Chu nói, chừa chút thời gian để đến lúc đó thủ thành. Nguyên bản bên ngoài thổ thành, tổ mã tự miếu to như vậy chính là phải có tất cả thế lục chém giết, nhưng lúc này cũng có chút ngừng công. Sao lại gấp như vậy? Ngay tại đêm nay, hôm nay tỷ lệ online truyền kỳ rất rõ ràng cao hơn bình thường không ít, giống như vốn một ít đội đoàn u ác tính lan lộn kiếm kinh nghiệm ví dụ như tố thiên cơ, đều tự hồ trở nên tích cực. Hảo hữu, Ngọc Cơ Tiên Nhân, đã online. Hả, Phương Lão bản lộ ra vô cùng kinh ngạc, gửi một tin nhắn từ chim cánh cục, hôm nay sao lại lên sớm như vậy? Nói quái vật gì công thành, online để xem a à, Tố Thiên Cơ chơi căn bản cũng đã đạt pháp sư cấp 31, cái công thành này là thứ quỷ gì vậy? Ngươi có đi không? nói nhảm đương nhiên đi phương khải suy nghĩ một chút trả lời đổi trang bị trên người lại một lần đi thứ đáng giá thu trong kho hàng đây là có ý gì ngay tại thời điểm phương khải cùng tố thiên cơ trò chuyện quái vật công thành trong trò chơi bên trong nam hoa tông nam hoa cấm địa là một mảnh rừng hoang vu tràn ngập văn bia một sườn đồi bằng phẳng như gương dường như bị vũ khí sắc bén nào đó cứng rắn từ trong chẻ thành hai đoạn trên bia đá màu đen khắc vô số văn tự màu đỏ chằng chịt rậm rạp bụi cỏ dại sinh trưởng khô héo dường như không có chút sinh mệnh lực nào không có ai biết vì cái gì bên trong nam hoa tông bốn mùa như xuân sẽ có một địa phương cổ quái như vậy tấm bia đá màu đen càng gần đến trung tâm đứng cao sừng sừng bằng mấy người bia chứng giám nhân tinh tế nhìn thật kỹ hắc ám trên tấm bia đá thâm sâu kia dường như có thể thôn vệ người nhìn văn tự bên trên tang thương mà cổ xưa văn tự ở trên giống như nòng nọc vậy, giống như bơi lội ở trên tấm bia, mô phỏng theo văn tự cổ quái. Tất cả tấm bia đá nối thành một mảnh, dường ngư tạo thành một tòa đại trận cực lớn, mà ở giữa tòa đại trận này, một mảnh cây cỏ héo rũ kia, hoàn toàn hóa thành một mảnh tro tàn màu đen trên đất trống, một nữ tử tóc trắng bạch y khoanh chân ngồi nơi đó. Giống như một khúc gỗ mục được điêu khắc mà thành, toàn thân tản ra một cổ khí tức thâm sâu suy yếu. Văn tự trên tấm bia đá, tự hồ hơi hơi hiện ra. Đột nhiên, ánh sáng trên văn bia phát ra rực rỡ, toàn bộ đại địa đều mang theo một loại chấn động không hiểu, nhưng người trấn giữ bên ngoài hạp cốc này lại như không tỉnh chút nào, một đạo lại một đạo khí tức màu đen, chậm rãi từ dưới nền đất chảy ra. Chúng nó hội tụ ở giữa không trung, ngưng tụ thành một mặt người như thực như ảo. Hai mắt nữ tử đột nhiên mở ra, ngay trong nháy mắt này vẻ tiều tụy ban đầu đã trút bỏ toàn bộ, thay vào đó là khí tức khủng bố kéo lên trong nháy mắt, miệng nàng nhanh chóng ngâm tụng chú văn, trong lúc nhất thời, linh lực bốn phía bắt đầu khởi động, linh lực điên cuồng, khiến chung quanh nổi lên vòi rồng, cùng lúc đó, những khí tức màu đen kia càng trở lên nồng nặc, bên trên bầu trời, tự hồ có ác ma nói thầm, từng đạo âm thanh trầm thấp lẩm bẩm, nó dụ hoặc phàm nhân ngu ngốc, rơi vào địa. Ngục hắc ám, buông tha đi. Thả ta, các ngươi không thể trấn áp được ta ta ban tạng cho ngươi còn nhiều hơn bọn hắn nữa lực lượng của ngươi đang yếu bớt mà ta đang không ngừng cường đại mở rộng nội tâm tiếp nhận lực lượng của ta ở trong tiếng nói trầm thấp kia chỉ nghe từng tiếng ngâm nga bầu trời từ sáng chuyển sang tối từ tối sang sáng một mảnh kim mang chói mắt từ trời cao rơi xuống khắp đại địa trong nháy mắt hắc ám dường như không còn chỗ nào để ẩn trốn những âm thanh thì thầm kia cũng theo đó mà dừng lại lúc này nữ tử mới thở dài một cái mà lúc này đây thủ vệ bên ngoài hạp cốc hiển nhiên cũng phát hiện nơi đây dị thường chỉ thấy hai đội tu sĩ nam nữ vội vàng đi ra khỏi chuyện gì xảy ra không sao nữ tử lộ ra chút mệt mỏi đang chuẩn bị ngồi xuống bỗng nhiên thần sắc mãnh liệt biến đổi từng trận âm phong người vừa rồi vào cốc phát hiện con đường sau lưng không ngờ biến mất cái đại địa này dường như đang sống lại, vài tên đệ tử vừa mới vào cốc, hoảng sợ cuối cùng bị mặt đất thôn vệ, huyết nhục tới sống cỡ nào. Nữ tử bỗng nhiên lộ vẻ hoảng sợ, bởi vì toàn bộ hạp cốc, vô luận trên trời dưới đất, toàn bộ bị phong bế, dường như thành một cái kén lớn màu đỏ đậm. Làm sao có thể, nữ tử kinh hô một tiếng. Nội tâm của ngươi đang kêu gọi ta. Ngươi là thuộc về ta. Không cam lòng sao, thống khổ sao? Lấy thiên tư của ngươi, thực cam tâm ở lại đây, sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Không. Không phải. Một nén nhang sau đó, hai mắt nữ tử huyết sắc kia, bỗng nhiên nổi lên một cổ hồng mang quỷ dị, vốn khí tức toàn thân yếu ớt, cũng trở nên tràn đầy, vốn làn da già nua, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hồng nhuận, nàng hơi hơi liếm láp đôi môi đỏ thẫm vốn hình dạng lạnh lùng cũng trở lên diêm dúa lẳng lơ vô cùng, giống như tử vong chi hoa nở rộ đi cướp đoạt thêm nhiều sinh mệnh nữa đi toàn bộ thế giới đều thành nô bột của chúng ta